Xin kính chào quý vị và bà con đã đến với chương trình 10 phút cảnh báo phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt rét đậm năm 2022 vẫn tiếp tục có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 và các ngày rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2 năm 2023. Cao điểm rét đậm có khả năng xảy ra trong tháng 1 năm 2023. Với hình thái thời tiết này thì khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của bà con nông dân là rất lớn, đặc biệt đối với những cây trồng, những vật nuôi sản xuất vụ Tết. Để thấy rõ hơn những ảnh hưởng tiêu cực của rét đậm, rét hại đến sản xuất nông nghiệp, mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp sau. Trước mỗi đợt rét đậm, rét hại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đều có công điện chỉ thị chính quyền, người dân ở các địa phương phải có các phương án phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, do một số địa phương nhận thức chưa cao, người chăn nuôi còn chủ quan và không có biện pháp hành động cụ thể, nên khi rét đậm, rét hại xảy ra đã gây nhiều thiệt hại. Trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp, mưa rét kéo dài, gia súc gia cầm thường ăn kém, ốm yếu, sức đề kháng bị suy giảm mạnh, năng suất thịt, trứng giảm. Các loại dịch bệnh như tiêu chảy, cảm lạnh, E. coli, phó thương hàn, viêm phổi, dịch tả, tụ huyết trùng, cầu trùng v.v. dễ phát sinh, lây lan, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi. Đối với cây trồng nói chung, rét đậm, rét hại cũng gây ra những tác động xấu đến sự sinh trưởng và phát triển. Nhiệt độ thích hợp cho sự nảy mầm của các loại hạt giống trung bình từ 20 đến 30 độ C. Nếu nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới 13 độ C kéo dài, sẽ làm các loại hạt giống rau màu bị thối hỏng, cây ngừng sinh trưởng, thân lá. Nhiệt độ thấp dưới 10 độ C dễ ngừng sinh trưởng, không hút được nước và phân. Đối với những cây con, cây mới trồng bị xương giá, các tế bào của cây có thể bị phá hủy. Các lá non bắt đầu có những dấu hiệu như quăn đầu lá, vàng lá, rụng lá. Trong trường hợp cây chịu ảnh hưởng nặng, các tế bào của cây có thể bị phá hủy, khiến cây trồng có thể bị chết. Hiện nay, ở các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ đang có xu hướng giảm sâu, rét đậm, rét hại kéo dài. Dự báo có thể xuất hiện thêm các hiện tượng thời tiết cực đoan như sương muối băng giá, mưa tuyết. Vì vậy, việc chủ động phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi cần được các địa phương tích cực triển khai. Vâng, thưa quý vị, rét đậm, rét hại xảy ra ở vụ đông xuân hàng năm là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng lớn đến tổng đàn vật nuôi, đặc biệt là ở khu vực trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Gia súc, gia cầm bị chết do đói rét kéo dài, nhiệt độ xuống thấp kèm theo điều kiện về chuồng trại, vệ sinh môi trường không tốt làm phát sinh dịch bệnh. Đối tượng gia súc bị chết rét chủ yếu là trâu, bò già yếu, bê nghé ở các hộ gia đình nghèo, cận nghèo không có điều kiện tốt về chuồng trại, không dự trữ được thức ăn. Rút kinh nghiệm từ mùa rét những năm trước, thời điểm này thì người chăn nuôi tại nhiều địa phương đã tích cực chủ động các biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi của gia đình mình, hạn chế thiệt hại không đáng có. Nhiều năm trở lại đây, chăn nuôi gia súc, gia cầm là sinh kế chính của gia đình chị Ngân Thị Quy. Khi thời tiết chuyển sang mùa đông, cùng với các biện pháp che chắn chuồng trại, gia đình chị đã chuẩn bị cỏ ủ ướp, rơm khô để bổ sung thức ăn cho đàn gia súc. Gia đình tôi thì chăn nuôi bò thì chủ yếu là sát cỏ ủ ướp này với trồng cỏ voi xanh cho bò ăn hàng ngày, với buổi sáng cho một bữa với tối một bữa. Còn vào mùa rét thì chúng tôi có dự trữ cỏ để mùa đông ăn ở trong chuồng, nhốt trong chuồng và có che bạt cẩn thận xung quanh chuồng để không bị chết rét ạ. Nhiều năm nay, gia đình chị Lực cũng đã chuyển sang nuôi nhốt trâu bò. Với đàn gia súc 20 con trâu và 8 con bò, ngay từ tháng 8, gia đình chị đã chuẩn bị cỏ để ủ ướp và chủ động nguồn thức ăn cho cả mùa đông. Thứ nhất là mùa đông này thì rơm, thứ hai là ủ ướp. Vâng. Thứ ba là thỉnh thoảng mình vẫn cho ít là cám, cám thì cho ít thôi. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ, huyện đã tăng cường tuyên truyền thông tin hàng ngày để cho bà con biết được nếu như khí hậu hạ xuống thấp thì phải biết được nội dung phòng ngừa giảm thiểu tối đa thiệt hại cho đàn gia súc, cho bà con nhân dân. Yêu cầu bà con không được chủ quan, lơ là, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét, bảo vệ đàn vật nuôi, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình. Khi mùa đông đã đến thì cái việc mà tích lũy cỏ rơm rại, đặc biệt là các vật tư vật liệu để giữ ấm cho trang thiết bị cho đại gia súc trên địa bàn. Còn tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu,
ngay từ đầu mùa, người dân đã tất bật sửa sang chuồng trại, chuẩn bị rơm rạ làm thức ăn cho gia súc, đề phòng khi nhiệt độ giảm sâu. Anh Giàng A Tủa đã chủ động đưa hai con trâu từ trong rừng về chăm sóc tại nhà. Chuồng nhốt trâu cũng đã được anh mua thêm bạt về quây kín. Anh cũng tích trữ thêm rơm rạ cho trâu trong những ngày đông. Thế nhà anh thì cũng có hai con trâu và hai con ngựa. Thế là một cái mùa gà sông này thì lại nhà rông đi ủ trâu láng. Thế là mùa rết thì nó lại cho nó ăn. Thế là không có trâu, cũng có cho một ít bùa ngu với pha rông cho nó ăn thế thôi. Thế là mùa rết là cũng đi mua bà về kê, chuồng trại tưới chiều sạch sẽ thế thôi. Tả Lèng là xã vùng cao huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Toàn xã hiện có tổng đàn gia súc là gần 4.000 con, trong đó đàn trâu là hơn 700 con, đàn ngựa là 86 con, còn lại là lợn và dê. Toàn xã có gần 90% hộ gia đình đã có chuồng trại kiên cố, 100% các gia đình đã dự trữ thức ăn cho gia súc. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống rét và đói vào mùa đông, nên những năm qua, đàn gia súc trên địa bàn xã sinh trưởng và phát triển tốt, không bị thiệt hại khi trời rét đậm, rét hại. Chuẩn bị đến mùa rét này, tôi triển khai đến các hộ dân là che chắn. Ngoài cái rơm rạ này thì tôi cũng tuyên truyền cho bà con chuẩn bị cho bột ngô hoặc là bột gạo. Trâu nhỏ thì mình phải cho nó đắc trắng ấm. Để duy trì ổn định đàn gia súc, các địa phương trong tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo cán bộ thú y đến từng hộ gia đình để vận động người dân tham gia tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia súc. Đồng thời tổ chức cho người dân ký cam kết trong việc che chắn chuồng trại, không thả rông gia súc trong những ngày giá rét. Song song với đó, các cấp chính quyền cũng đang tăng cường khuyến cáo người dân chăn nuôi khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C. Tuyệt đối không được thả rông gia súc ra ruộng, bãi chăn thả trên rừng qua đêm. Khuyến cáo bà con cung cấp nguồn thức ăn đảm bảo đầy đủ nguồn dinh dưỡng, bổ sung vitamin tổng hợp và muối khoáng, đốt lửa sưởi ấm cho gia súc vào những ngày rét đậm, rét hại, điều chỉnh lượng thức ăn tinh để bổ sung năng lượng giúp đàn gia súc chống lại giá rét. Thưa quý vị và bà con, bên cạnh chăn nuôi thì trồng trọt cũng chịu những ảnh hưởng do mưa rét. Thời điểm này thì một số cây vụ đông ngắn ngày đã bước vào thời kỳ cho thu hoạch và một số đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh, sinh khối, đậu quả, chuẩn bị cho thu hoạch phục vụ Tết Nguyên đán. Do đó, Cục Bảo vệ Thực vật khuyến cáo bà con trong những ngày nhiệt độ xuống thấp cần chủ động những biện pháp chống rét cho cây trồng. Khi xảy ra rét đậm, rét hại, đối với những diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch, cần khẩn trương thu hoạch ngay. Ngoài ra thì nên sử dụng ni lông, rơm rạ, phủ luống và màn che thấp, nhà màng, nhà lưới cho cây vụ đông. Xã Gia Phú là vùng trọng điểm trồng rau của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, với diện tích khoảng trên 50 ha. Những ngày này, bà con đang tập trung chăm sóc diện tích rau Tết của gia đình. Các biện pháp chống rét và sương muối cho cây trồng cũng được đẩy mạnh thực hiện. Về thời tiết này chúng tôi cũng không cần phải là chăm sóc nhiều, phân rau chúng tôi đầy đủ hết rồi, chỉ tưới nước thôi. Thời tiết thì nó rét này, sâu bọ nó không có nhiều. Chúng tôi cũng hy vọng là vào cái dịp Tết ý, rau nó được giá cho nên người nông dân nó bớt khổ đi. Năm nay toàn tỉnh Lào Cai trồng được hơn 11.000 ha cây vụ đông các loại. Rét đậm, rét hại xảy ra vào đúng thời điểm nhiều diện tích đang vào chu kỳ thu hoạch. Vì vậy, ngành nông nghiệp đã thành lập các đoàn kiểm tra đến từng địa phương để nắm bắt tình hình, đồng thời hướng dẫn triển khai ngay các biện pháp ứng phó. Để chống rét cho cây trồng, đặc biệt là rau màu vụ đông, chuyên gia khuyến cáo bà con cần áp dụng các biện pháp sau đây. Bón phân cân đối và đầy đủ giúp cây trồng khỏe mạnh. Bón nhiều phân kali, giảm phân đạm trong các đợt rét đậm giúp cây trồng tăng khả năng chống rét. Tưới nước đủ ẩm trong những ngày rét đậm. Những ngày có sương muối giá buốt, dùng thùng ô xoa hay vòi bơm tưới phun trên mặt lá làm sụp tan hạt sương, tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng. Sử dụng màng phủ nông nghiệp cũng có tác dụng chống rét, giữ ấm cho cây trồng rất tốt. Không gieo trồng trong những ngày giá rét, nhiệt độ thấp dưới 13 độ C, kéo dài cho dù thời vụ đã đến. Khi thời tiết ấm trở lại, cần tập trung chăm sóc, bón phân, tưới nước, xới sáo, phòng trừ sâu bệnh để cây trồng nhanh chóng phục hồi sinh trưởng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 10 phút cảnh báo ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.